Bác dài, bác dài. Không, phòng vợ thì sao tụi tu? Sao tụi này mặc quần nghề du? Để tiếp nối chương trình Thái Thảo, xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm của nhạc sĩ Lam Phương. Nhạc phẩm vui nhộn được mang tên Mùa Thu Yêu Đương. Bye.